chào mọi người nha. Hôm nay mình có nhận cái con máy Oppo này là như là A5 2020 là A9 gì đó. Nó tự tựa nhau rồi nha. Con này mình nhớ mày mại là A5 2020. Tại hôm qua hôm kia có sửa một con máy y chang vậy là A5 2020 nè. Còn con máy này thì khách gửi lên cho mình, khách nói là A9 2020 thì không biết phải không. Thì A5 với lại A9 này nọ thì nó xài chung cái màn hình, nó có một loại màn hình với nhau thôi. Khung sườn nó y chang nhau, với lại cái màn hình nó sử dụng chung nhau. A5 A9 thì nắp lưng thì con này mình đóng y chang con A5 2020 rồi. Thì để mở ra biết được các bạn ha. Hiện tại thì máy này là coi như là không có cắm sạc được nữa, tại vì nó đã bị rơi gãy cái phần đít phía dưới rồi. Màn hình thì bể nát hết trơn rồi, đứt dây rồi. Đó. Vỏ thì cũng bể nát. Và cái nữa là nó bị gãy phần cụm chân sạc phía dưới mà ha. Đó, nên máy này nếu mà sửa được thì cũng sửa nhiều thứ lắm, phải thay vỏ, thay màn, rồi thay bộ phận chân sạc nữa, chứ không phải chỉ thay màn hình với lại bộ vỏ không đâu các bạn. Giờ để mình tiến hành mình mở cái nắp ra. Máy này không biết là có ai thật ai mở chưa chứ thấy nó vẫn còn ok đó. Cái này hình như là chưa có ai mở đâu. Ok, ta lấy được cái phần này kìa. Cái này A5 2020 các bạn ơi, cái này y chang. Hôm qua mình mới làm. Hôm qua mình mới làm một con như vậy. Thay màn hình. Lấy cái dây quân tay ra nha các bạn. Đó. Cái này là cái keo này, keo này tán nhiệt thôi nha. Keo này giảm nhiệt. Ok, ta tiến hành ta mở cái phần cụm nắp lưng ra các bạn ơi. Thì khách có người sử dụng nhiều lúc họ còn không biết chính xác cái máy của họ là máy gì nữa mà. Các bạn có nhu cầu sửa điện thoại thì cứ alo cho mình qua số điện thoại 0772659691 nha. Thời gian nhận máy sửa chữa hàng ngày của mình là từ 10 giờ sáng đến khoảng 5:30 sáng chiều mình nghỉ ha. Tại vì buổi chiều tối thì thực sự cũng không có ai đi sửa máy gì đâu. Đó. Zalo mình cũng sử dụng số đó luôn nha các bạn. Số 0772659691 là mình sử dụng Zalo luôn đó. Thì các bạn có thể nhắn qua Zalo cho mình. Các bạn nhắn qua mà thấy lâu trả lời các bạn có thể gọi điện ha. Còn gọi điện thấy không bắt máy thì các bạn cứ nhắn tin để đó, thì mình rảnh mình sẽ đọc tin nhắn và mình trả lời cho bạn sau. Tại nhiều lúc mình đang làm clip sửa chữa hoặc đang bận sửa chữa máy móc cho khách này nọ thì mình không có rảnh tay để bắt máy đó, thì có thể là các bạn gọi điện không được thì các bạn cứ để lại tin nhắn thì mình trả lời sau. Các bạn nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại mình đó, thì mình sẽ trả lời sớm ha. Còn nhắn qua Zalo hoặc là Facebook thì có thể là hơi lâu trả lời ha, tại vì phải trong một ngày đó mình vào mình check tin nhắn khoảng vài lần thôi. Đây bạn, nó gãy nát cái phần phía dưới nè. Ha, bộ phận chân sạc phía dưới là gãy lìa. Đây tháo pin ra. Đây lột cục pin các bạn ha. Kéo cọng dây màu xanh này lên. Đó, lấy được cục pin ra rồi ha. Pin Oppo nó cũng to đó. Pin vẫn còn đẹp. Đây mình sẽ mở cái bộ phận chân sạc phía dưới coi ha. Nói chung là nó gãy bộ phận chân sạc phía dưới hết trơn rồi. Đây lấy ra, đây là cái loa ha, cái loa vẫn còn nguyên tốt ha. Micro nè, này là cái micro nó bị xúc bị gãy rớt đây nè. Micro của máy á. Đây các bạn, gãy nát hết. Cũng may là chưa hư cái dây socket này ha. Đây là tháo rồi kìa. Đây là cái cọng dây nối loa. Thì nối loa người ta giữ lại, nhiều lúc người ta mua bộ vỏ mới nó không có cái dây này thì chua lắm nha các bạn. Có những cái linh tinh nhiều lúc người ta mua không có bán. Đây là cái gon đứt hết trơn rồi, cái gon để mà nó làm cho cái loa nó nghe ấm hơn, nó không có bị âm thanh bị loãng á. Tiếp tục nó mở ra hết luôn. Cái này phải mua cái men sạc này rồi.
là phải mua một cái men sạc để mà thay thế ha. Tại vì cái men sạc này nó gãy lìa, đây bạn nát nước hết trơn. Đây bạn. Nó gãy lìa hết trơn. Khủng khiếp chưa? Đây là con rung nè. Đây con rung nó bị xúc các bạn nha. Con rung bị xúc. Bị xúc cái nắp ra rồi không biết còn sử dụng được hay không sau này. Nó gớt cái trục ra nè. Để mình nại con rung ra rồi mình lắp lại thử được không nha, không được là mai mốt có thể là sẽ hư luôn con rung đó. Mình sẽ lắp cái trục nó vô lại nha các bạn. Cái trục nó nè. Cái trục để cho cái con rung nó xoay vòng quanh cái motor. Cái trục này rất là khó lắp lại nha, chúng ta nhiều lúc lắp không được đâu. Lắp không được phải mua khác thay hoặc là để mai mốt tìm một cái xác máy khác có cái con rung để mà lắp vô chứ con cái trục con rung này không phải dễ, không phải dễ lắp vô. Giờ lắp lại cũng không được đâu bạn, tại vì sao nó móp. Nó móp ở phía sau này nè, thấy không? Nó móp phía sau này nên giờ chúng ta lắp cái trục cũng lắp không được. Cái trục nó không có ngay nữa nên chúng ta lắp cũng không được đâu các bạn à. Đó, cái này chỉ cái món mà kiếm con rung từ bên một cái máy xác khác lắp qua thôi. Chứ cái trục nó méo xẹo vậy thì chúng ta lắp vô không có được. Lắp vô con rung nó không có chạy. Nó bị méo rồi ha, nó méo cái nắp phía dưới nè, thấy không? Nó móp nè. Nên giờ con rung này là hư các bạn nha, bỏ nha. Để kiếm coi có con rung nào giống gì chế được thì chế sau, hoặc là đợi kiếm mua người xác máy khác rồi chúng ta mới có thể thay thế được. Bộ phận men trên thì mình thấy còn đẹp ken các bạn nha, không có hư hao gì cả. Đây là dây socket màn hình nè. Để mình lắp cái chân sạc này vô lại thử nó còn sạc được không, tại vì cái mạch sạc nó vẫn chưa có đứt lìa, gãy lìa. Để thử coi máy còn nguồn còn đẹp còn lên hay không này nọ, còn sạc hay không á. Nó bị gãy khó lắp vào. Lắp vào không được thì nó gãy mà. Lột miếng này ra luôn. Miếng này chúng ta để chêm pin đó. Cái socket này nó không lắp vào được trong đây nữa các bạn nha, tại vì socket này nó bể nó méo rồi, nó méo socket hết rồi. Nó méo socket hết rồi nên bây giờ đút vô là rất là khó. Mình để mình chỉnh socket này lại để mình xài lại cọng dây này, để mình công mua cọng dây mới nữa. Mình cắm sạc cho coi cái này nó còn nhận sạc được không nha. Bây giờ muốn biết nó có sạc được hay không thì cũng phải coi trên cái cục sạc. Cục sạc của mình nó có chức năng nó báo dòng á. Nên nếu mà máy còn đang nhận sạc thì nó sẽ báo lên cho biết. Bây giờ mình sẽ gắp pin vô. Ok, lắp pin vô là bắt đầu ở trên cái cục sạc mình nó báo dòng nè, vậy là cái máy này vẫn còn sạc được các bạn nha. Đó, nhưng mà chân sạc này thì bắt buộc phải thay rồi. Đó. Rồi, vậy là cái này là chúng ta xác định là chúng ta phải thay màn hình, thay một cái bộ vỏ và thay cái bộ chân sạc luôn nha các bạn. Đó. Rồi lắp chân sạc vô, nếu mà cái socket này nó ok, nó ổn, nó không có bị lỏng lẻo thì mình sẽ không cần phải thay cọng dây cáp này.
bể nát hết trơn mà thấy không đó. Nhưng mà hên cái là cái men phía trên này không ảnh hưởng gì hết trơn, thì hy vọng là máy không bị lỗi vấn đề gì trên men đó mà nha. Thì lát nữa để mình mua linh kiện về mình gáp vô coi. Có linh kiện thì chúng ta mới test được cái máy ha. Đây cái camera nó bị rơi ra nè, do nó chấn động nó rơi cái socket camera ra đó. Đây. Nhìn nó tan chứ mà. Ok mọi người, chào mừng mọi người quay lại tiếp tục nha. Thì mọi người thấy là mình vừa mới ngắt liếc cái rục là qua đây ha. Thì cái đó thì mọi người thấy nó lẹ, nhưng mà tại vì mình đã phải qua hết gần 2 tuần thì mình mới bắt đầu làm video tiếp tục cho người xem. Tại vì trong thời gian đó mình phải mua tùm lum thứ đồ để về làm cho con máy này. Đó thì mình phải đi tìm mua chân sạc nè, đó. Mua được chân sạc thì phải đi mua màn hình. Đó, mua màn hình xong rồi lại phải mua bộ vỏ nữa. Đó, nó phải đi mua ba thứ ở ba nơi. Rồi đâu phải lúc nào mua cũng có hàng liền đâu, nên mình đã phải mất hết hơn tuần lễ. Đó, tuần lễ hơn tuần lễ đó thì mình mới có đủ đồ để mình tiếp tục làm tiếp mọi người coi nè. Đó thì mình mua đủ rồi. Ok, giờ mình sẽ tiến hành mình test cho mọi người coi. Đây là bộ chân sạc mới nè. Đó, chân sạc Oppo A9 2020 và Oppo A5 2020 thì nó xài chung nhau. Đây, cái chân sạc này xài chung đời Oppo A9 và Oppo A5 luôn nha các bạn. Đây, nó y chang nhau nè. Đó, Oppo A9 và Oppo A5 sử dụng chung nhau. Cái này mình quăng đi nha các bạn. Đó, thì đây là cái men. Bây giờ mình sẽ lắp cái chân sạc vào men nha các bạn. Đây, lắp chân sạc vào men. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp màn hình vào để thử. Lắp pin trước nha các bạn. Đó. Nhưng mà chưa gắn socket pin nha, mình lắp màn hình xong rồi bắt đầu mới lắp socket pin. Màn hình Oppo A5 nó cũng sử dụng chung với Oppo A9 luôn nha. Đây các bạn nhìn ở trên màn hình nó ghi nè. C3, A11X, A8, A11, A5, A9, A31, Realme 5, 5i, 5S, 6i Zen đó. Nó sử dụng chung với rất là nhiều đời nha. Oppo và Realme nó sử dụng chung màn hình và linh kiện với nhau. Nó là công ty mẹ công ty con với nhau thôi, nó sử dụng chung đồ. Ok, giờ mình sẽ cắm sạc trước nè, để mình test cái dây sạc thôi. Ok, mình cắm sạc vào nha các bạn. Rồi, để coi nó nhận sạc không ha. Đây nè, nhận sạc nha, ok nha. Máy vẫn còn lên nha, giờ mình khởi động lên cho các bạn coi. Đó, nói chung là mình là cái người biết nó lên rồi nên mình mới mua đồ về sửa, chứ mình không biết thì chắc chắn mình đâu mua đồ về cái đống để mình ôm đây làm gì các bạn ha. Đó, mình đã biết nó còn lên rồi nên mình đã mua đồ về để mình làm. Mình khởi động máy lên nha. Mình phải đè cái men sát thì sát rồi nhấn thì nó mới ăn. Chưa thấy lên nè. Nhiều lúc mấy cái này nó chạm vô cái này nó mát. Mình phải để màn hình rồi qua một bên. Đây lên các bạn nha, máy lên nè. Bạn thấy không? Đó máy lên nguồn. Bộ vỏ Oppo A9 với lại Oppo A5 nó cũng sử dụng chung nhau, nhưng mà các bạn lưu ý là nó giống cái bộ, giống cái phần nắp lưng với lại bộ vỏ xung quanh thôi, còn cái phần benzen thì nó khác nha các bạn. Benzen là cái nào? Benzen là cái này nè, là cái khung nhôm, khung để mà lắp cái màn hình và lắp cái sườn máy vào nè. Nó gọi là benzen. Tại vì cái con Oppo A9 thì nó sử dụng cái camera to hơn lại cái con Oppo A5, cho nên cái benzen này nó cũng phải khoét cái lỗ to hơn tí xíu đây các bạn nha. Cho nên nếu mà các bạn mua cái đời A5 thì các bạn nhét camera vào đây không có vừa đó. Ở đây là mình mua đời A9 đúng với lại mô tả của máy luôn nha. Tại vì khách nói là máy này A9 nên mình tin tưởng khách, mình mua A9 luôn ha. Ok, giờ mình sẽ tiến hành tắt nguồn máy nè, nhúc ra. Ok rồi, mình lấy màn hình ra luôn nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ bắt đầu dựng cho xong luôn, tại vì ngâm máy cũng cả tuần lễ rồi đó. Đồ mà chúng ta hư nhiều quá thì chúng ta phải cho thợ người ta có cái thời gian để người ta đi mua đồ về để sửa các bạn ha. Tại có nhiều bạn sửa cứ muốn hối tới hối lui, cứ hỏi sao mà làm lâu làm này nọ ha. Tại vì đâu phải người ta muốn lâu đâu, thì nhiều lúc cái linh kiện máy của các bạn nó thiếu thốn nhiều thứ quá, người ta phải đi mua, đi kiếm. Và đi mua không phải lúc nào cũng có sẵn sẵn để các bạn mua ha. Nên các bạn sửa máy nhiều lúc cũng phải để thông thả cho thợ người ta làm. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sàn cái men qua bên cái benzen mới các bạn.
Đây, men thì nó có một cái con ốc này, chúng ta tháo ra. Đó, chúng ta tiến hành dùng cái nhíp ta gấp cái men lên. Men này nói chung là tương đối còn đẹp nha, không có bị cong quên này nọ ha. Tháo camera ra, tại vì cái camera nó dính lên cái sườn máy á. Chỗ này nó có miếng keo nè các bạn, nó dính cái camera lên đó, cho nên chúng ta cắt bỏ cái keo đó ra, lột lấy camera trước và camera sau ra luôn ha. Rồi camera nó đang dính lên sườn máy nên mình sẽ tháo cái men ra trước ha. Đây, ok. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tiến hành ta tháo lấy cam ra nha các bạn. Mình tách lấy cam ra nha. Và chèm xuống dưới đít nó để chúng ta gấp lên. Đó. Lấy ra ha. Rồi tiếp tục chúng ta lấy cái lưới cái lo thổi. Nói lo thổi chứ thật sự cái này là cũng là lo nhạc luôn nha, tại vì từ những cái đời sau này là Apple nó đã giống như iPhone rồi, nó lo trên và lo dưới luôn ha. Ở trên và dưới đều nghe nhạc, đều nghe nhạc và sử dụng để sử dụng làm loa thoại luôn. Chúng ta sẽ tách lấy cái phần gon nè các bạn, để nó đưa qua bên bộ vỏ mới để đảm bảo cái âm thanh nó tốt ha, không có bị lõn âm thanh ra ngoài. Đó, để dán đây. Rồi tiếp tục nó tách lấy cái dây âm lượng và dây volume nha các bạn, dây âm lượng và dây nút nguồn nha. Các bạn đã lưu ý là lúc nào đó cũng người ta cũng làm cho các bạn một cái khe để các bạn chêm cái nhíp vô gặn gỡ hết ha. Đây nè, nó có một cái khe nè, chêm vô. Đó. Nó cứng quá thì chúng ta xịt cái dung dịch để hỗ trợ, còn nó không nó còn có thể lấy ra được thì các bạn cứ lấy ra. Chúng ta tách lấy miếng keo đen này lên nha các bạn. Đó. Ta tách cẩn thận nha, tại vì nhiều lúc nó vô tình nó đứt cọng dây âm lượng hoặc dây nút nguồn thì mất công đi mua. Đó, mua không có rồi lại phải đi tìm, đi kìm, đi kiếm này nọ nữa, lâu lắc nữa. Đó. Tiếp tục tới cái dây âm lượng ha, nãy là dây nút nguồn. Đó, chêm nhíp cho sâu vô, rồi lúc cán vô rồi chúng ta bậy lên. Đó, ta cậy lên là được ha. Chứ các bạn làm lửng là nó sẽ chày và hư luôn cái nút nha, nó không đi mua. Ta lọt cái lớp keo đen này đi theo luôn nha, đừng có bỏ nha. Bỏ cũng được mà không nên bỏ đâu, tốt nhất là chúng ta giữ lại để sau này nó bảo vệ cái nút của chúng ta không bị hư ha. Không có cái này thì khi mà các bạn lắp vỏ vô nó rất là dễ hư cái nút của chúng ta. Rồi xong. Bây giờ thì không còn cái gì ở trên cái bộ sườn cũ nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vào. Đây là nút nguồn ha. Chúng ta sẽ dán một ít keo vô. Đổ một ít keo vô để dán cái nút lại. Rồi. Đó, canh cho ngay cái gờ của nó ha, ở trên cái bộ sườn nó sẽ có hai cái gờ màu trắng trắng, thấy không, cứ để cho nó ngay bóc là được. Đó, chỗ này nó cũng vậy, chỗ này nó cũng có hai cái gờ để các bạn để vô đó, lắp cho ngay cái gờ nó được. Rồi nó dán cái miếng keo đen lại ha. Đó, cái miếng keo đen này nói chung là nó sẽ có trách nhiệm là nó bọc lại, nó bao lại, nó bao phủ cái cục gù ở trên cái nút, trên cái chảo nút đó. Tại vì khi mà các bạn lắp vỏ vào, nhiều lúc cái vỏ nó cấn vô cái cục này là làm cái cục này bung ra thì hư nút chúng ta ha, nên nó có cái lớp keo đen đó để bảo vệ cái nút ta. Thường thì những cái máy bị mất cái nút, bị hư cái nút, bị gớt cục gù ra là do cái vấn đề là mất cái miếng keo đó. Rồi chúng ta cũng tiến hành ta lắp lại hai cái nút này. Đó, nó có cái điểm của nó hết trơn rồi, chúng ta cứ canh ngay cái điểm, đúng cái điểm nó chúng ta dán lên thôi. Đó, ta cũng dán keo đen để che lên cái cục gù đó, cái chảo ha, cục gù và cái chảo của nút.
Rồi bây giờ mình sẽ dán lại cái gon của cái lo nè. Đó. Thì có cái này thì nói chung là cái lo nó sẽ ấm hơn, nó sẽ không bị loãng âm thanh ra ngoài ha. Đó, âm thanh nó sẽ giữ ở trong cái phần này và nó ấm hơn. Đúng ra khi nó làm bộ vỏ mới thì nó sẽ làm luôn cho chúng ta cái này thì tốt hơn ha. Tại vì mỗi lần tháo tháo vô nó rất là khó. Không có dễ tháo đâu. Tháo ra nó rách hết trơn rồi, với lại khi mà gắn vô nó cũng không có được chính xác bằng máy móc người làm nữa. Rồi ok, ta bỏ cái lo lên ha. Bỏ cái lo lên. Lo nó có tí bụi nè, chúng ta sẽ vệ sinh ha. Đó, lo nó là lo nghe nhạc luôn nha các bạn, cho nên nó làm lo to ha, chứ lo thổi thôi thì nó làm nhỏ xíu à. Lo này có chức năng để nghe nhạc luôn đó, nó hai lo nha, nghe nhạc lo trên và lo dưới luôn các bạn. Đó, từ đời Apple F9 này nọ đã có hai lo rồi. À mà không phải, như F9 không có hai lo đâu. Apple F11 Pro mới là hai lo sao á, mình nhớ là vậy. Rồi, bây giờ chúng ta tiến hành bỏ cái men vô. Hy vọng là bỏ vô vừa các bạn nha, nhiều lúc không vừa là mệt mỏi. Bên đây nó có cái gờ, cho bên đây vô trước nha, cho bên trái vô trước nha các bạn. Cái men này không biết là nó có bị cong hay không. Không biết là nó có bị cong hay lúc mà máy cong thì nó có cong hay không. Tại vì mình lắp vô cái men, lắp vô cái sườn máy thì cảm giác nó cơi, nó cấn thì chúng ta phải đè xuống thì nó mới nằm ngay được nè. Thì mình nghĩ là do cái men nó bị cong tí xíu này nọ đó. Để mình bắt con ốc lại ha. Bắt con ốc để giữ cái men lại. Đó. Rồi, sau khi mà lắp cái men vô trong cái bên đen xong rồi, giờ là chúng ta sẽ tiến hành tới cái phần bộ phận chân sạc nha các bạn. Đó. Thì hôm trước mình có nói mọi người là cái phần con gung nó hư rồi. Nên mình cũng đã tìm được một con gung giống y chang gì để mình đưa vô các bạn nha. Con gung này là con gung ở trên máy Samsung nha các bạn. Đây nè, hai chân nó y chang nhau luôn. Cũng một thứ một đây nè. Đó. Y chang nhau một thứ một à. Nó xài chung con gung y chang nhau luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đưa vô. Hy vọng là nó vừa khớp luôn nha, vừa ngay chân với nhau luôn nha. Không có bị lệch này nọ nha. Thì chân nó thì mình nghĩ là ok, đều hết, không sao cả. Bằng nghiếu nè, không có khác gì đâu. Vô là ok luôn á. Kích thước này nọ là y chang nhau luôn. Rồi tiếp tục là đến cái phần dây dẫn lo nè. Đó, đây ha, dây dẫn lo nè bạn. Đây dây dẫn lo nè. Đó, hôm trước mình có giữ lại dây dẫn lo chứ gặp mà mình quăng đi là thua đó. Dây dẫn lo. Có nhiều cái bộ vỏ thì nó sản xuất ra nó làm sẵn luôn, có bộ vỏ nó không làm sẵn. Có loại vỏ thì có sẵn những cái này, có loại vỏ thì không có sẵn thì hãy giữ lại. Rồi. Đó. Trên đây thì không có còn gì để lấy nữa nha, dục bỏ nha các bạn. Lưới lo thì màn hình nó bung rồi, mất tiêu lưới lo rồi. Hôm trước không biết là trong cái phần trước mình làm clip này nọ mình có giữ lưới lo lại hay không, hay là lưới lo nó đã đi theo cái màn hình nữa rồi, đi về phương trời nào rồi thì mình không biết. Đó, giờ không có lưới lo. Để xem. Còn cái gì nữa không nha. Thì mình coi lại mấy cái linh kiện của máy coi hôm trước mình tháo ra nó còn những cái gì nữa. Cái này là cái khung sườn nó nè. Bây giờ là lắp cái này vô thôi. Vô là vừa ngính luôn mà ha. Đúng khớp, đúng y chang nó luôn nè. Không có vấn đề gì cả. Đó. Ngay chỗ con gung thì nó cũng y chang luôn chứ không có khác gì cả. Đó. Vừa ngính nè, chứ không có vấn đề gì. Ok, lắp vô. Ngay chỗ này thì nó có hai cái chân để mà nó tiếp xúc vô trong cái con gung á, cho nên nó sẽ làm cho ngay chỗ đó nó hơi bấp bênh, nhưng mà khi chúng ta siết ốc lại thì nó hết ha. Nó lắp lại dây anten luôn.
chở nó cứ gớt này gớt vô. Vuốt cho gian tay nó nằm trong cái rãnh này các bạn. Nó không nằm trong cái rãnh này thì sau này khi mà bạn lắp cái vỏ vô nó bị cấn cái vỏ, là cái vỏ các bạn nó vô không được sát nha. Nó bị cơ vỏ nha. Rồi, tiếp tục thì chúng ta lo cho cái loa vô. Khoan, cho cái cọng dây vô trước đã nha. Đây bạn có cái chiều mũi tên nè, chiều mũi tên là đi lên men nha. Sao cái anten này nó cảm giác nó không có được vô sâu mấy. Tại anten này, anten cái đầu socket của cái này là cái chân sạc này là chân lô á. Nó làm cái đầu cũng không được chuẩn mấy, là lắp nó không được cứng. Lát nữa bắt ốc siết lại thì nó sẽ giữ lại thôi, không sao cả. Rồi đây thì chúng ta lắp lên trên men, là đổ miếng keo để cho nó dán lại rồi ha. Mà để lát đi, rồi bắt cái lo lại cố định ở phần này trước đi. Rồi, bắt ốc lại. Bây giờ chắc là bắt tạm thời một con trước đi, tại mình không nhớ là chỗ nào là bắt ốc cho nó nữa nè. Bắt tạm thời một con trước đi. Bắt đây đi. Con đó rồi con đây nữa. Để giữ lo lại, chỗ này là giữ chân sạc này, giữ cái lo. Tại lát chúng ta chùm cái nắp vô á, chùm cái nắp lưng vô thì chúng ta mới tiến hành ta bắt ốc lại lần nữa. Thì chúng ta mới biết được là chỗ nào bắt ốc trên cái vỏ, chỗ nào bắt ốc trên cái chân sạc. Đây vuốt cho nó sát vô trong cái mí này nè. Đó. Mình ta kéo lên. Đây ta lắp trên đây. Đó. Ta vuốt cho hai cái đầu này nó sát mí vô. Đó. Tạm thời thì nó vẫn chưa sát, nó chưa dính keo đâu, tại vì keo chúng ta mới dán liền rồi, nó chưa khô đâu. Lát nữa ta lấy pin ta đè lên thì nó sẽ cứng nhắc lại thôi. Vuốt cái dây anten này cho nó nằm sát vô trong cái rãnh này để nó bung tới bung lui hoài khó chịu chúng ta. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành tới cái phần dán màn hình nha. Cái lưới lo thì không có rồi đó, thì cái máy này chắc chắn là không có lưới lo rồi, thì phải chịu thôi. Nó hơi xấu tí xíu nha các bạn. Nên ta lộ cái miếng này ra. Đây là cái màn hình này tràn viền á, cho nên khi mà đi keo thì mình sẽ đi trên màn hình trước chứ không đi trên viền trước nữa. Đó. Cái chiêu này anh Giang anh kêu mình làm nè, thì thử làm theo ổng bữa coi. Tại mình sợ đi keo ở trên màn hình á, thì nhiều lúc cái keo nó tràn ở trong cái phản quang, nó làm cho cái màn hình ta hư phản quang nọ. Nó đi theo cái đường rãnh này các bạn ha. Chỉ sợ là keo nó tràn phản quang thôi, còn nó không tràn thì ok thì tốt. Keo tràn phản quang thì chúng ta hư màn hình. Đó. Ở chỗ này nó có cái lỗ để mà nhận cảm biến tiềm cận đó, nên mình sẽ chừa chỗ đó lại nha. Đó, chừa chỗ đó lại. Chỗ nào mà nó có cái lỗ thì chúng ta sẽ chừa lại nha các bạn. Rồi, úp màn hình vô. Rồi, ngon lành ha. Thì nói chung là cái máy này nó sẽ không có cái lưới lo rồi, thì nó hơi xấu tí xíu chỗ này các bạn nha, nó hơi chống phọc tí xíu. Tại cái lưới lo hình như là nó đi theo cái màn hình, nó đi về phương trời nào rồi. Lắp lại cái socket màn hình nè. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đổ keo để mình dán lại cái cục pin nha các bạn. Chúng ta dán xa xa cái socket nha, để gần quá lỡ keo nó tràn vô socket nó dính sau này khó tháo ra. Rồi, ok. Đẹp keng, để mình khởi động máy lên coi. Đây các bạn. Ok nha. Bây giờ công đoạn tiếp theo là gì ta? Gắn sườn. Sườn thì nó sẽ có cái nút. Đây nút nè.
Cái này là vỏ màu xanh xanh đen đó, xanh đen. Nói chung là nó không có thể nào mà mua vỏ y chang đúng màu được các bạn ha, nó phải có sự khác biệt này nọ chút ít thôi. Vỏ thì không phải lúc nào mua nó cũng được y chang như ý mình muốn đâu các bạn đó, nó hàng nó không có thì bắt buộc phải mua khác khác màu tí xíu, chịu sao giờ. Cái nút này chắc là để mình sẽ lấy từ bên nút này qua để cho nó giữ lại một cái kỷ niệm gì của nó. Với lại nói thật thì cái nút của vỏ lô thì nó sẽ không có mềm và không có ngon bằng nút của vỏ zin đâu, cho nên mình muốn lấy nút của vỏ zin để cho nó bấm cho cảm giác đã hơn. Với lại lấy lại giữ lại cái màu xanh cho cái máy, tại vì nó muốn mình muốn cho nó tiệp màu với lại cái cây sim cũ đây nè, cho nó có cái gì đó nổi bật lên tí xíu ha. Rồi thôi kiểm tra lại lần nữa coi, đây nè, chỗ nào là bắt ốc men đó thì chúng ta giữ lại đó. Ở đây thì coi lại nè, chỗ này là bắt ốc con này đúng nè, con này gỡ ra lại nè. Gỡ con này ra luôn, gắn qua đây, gắn qua đây một con nữa nè. Tại lâu quá rồi mình tháo ra bữa giờ lâu quá nên bây giờ mình không có nhớ lại được nữa. Chính xác. Rồi nha các bạn. Đẹp kem. Để mình coi cái mật khẩu máy mình bấm cho các bạn coi nha. Để mình test mật khẩu cho các bạn coi. 030397. Rồi, máy lên ngon lành nha. Kiểm tra lại camera coi còn ổn định không nha. Không biết còn có hư cái nào không. Đây cam trước nè. Cam sau nè. Rồi mình kiểm tra wifi coi, tại vì cái dây anten wifi lúc nãy mình có nói với bạn là cái đầu của cái chân sạc lô á nó không được khít mấy đó, thì để coi nó có nhận sóng tốt không. Để nhận sóng cũng tốt mà không sao cả, nhận sóng tốt là được. Và wow, cái màn hình cái bàn phím nó chớp tắt nó nhảy đèn led 7 màu còn hơn vũ trường nữa. Lát nữa làm xong thì mình sẽ gàn máy lại để cho cái màn hình nó sát các bạn nha, hiện tại thì nó vẫn chưa khô keo, nó chưa sát đâu. Mật khẩu sai hả, hiển thị mật khẩu lên 91 mà mình bấm 92 sao á. Trời ơi nó bấm lộn tùm lum rồi. Nó che nên mình không có thấy thật nè. Anh 91. Cái này nó tự nó gõ dấu hết ta. Thật. Đúng là tự nó gõ dấu. Tự nó gõ dấu nên làm cho mật khẩu bị sai. Rồi mình test lo luôn ha. Nghe đó bạn. Rồi ok, lo clip này là ngon, nghe hết rồi. Cắm trước cắm sau. Giờ tiến hành gắn lại cái này. Tháo cái miếng keo này ra bạn. Đó. Hình như là ở trên cái sườn cũ nó có một cái gì đó. Đây nè, cái chụp đèn lát này bạn. Chụp đèn lát gỡ ra. Đây đủ bộ đồ nghề của nó ha, như vậy là đủ bộ đồ nghề, đủ đầu lòng nó đủ hết trơn rồi. Chết bà rồi, quên gắn dây vân tay trước rồi các bạn. À đây đây đây, dây vân tay nằm ngoài, hên quá. Hên quá, tưởng dây vân tay nằm ở dưới cái nẹp rồi, phải tháo cái nẹp ra lần nữa mất công lắm. Đây chỗ này ha. Ok, để lát nữa gắn sau, bây giờ chúng ta tiến hành ta bắt ốc lại.
Rồi mọi người nha, thì mình sẽ tiến hành tiếp đến cái phần dây vân tay nè. Đó, dây vân tay thì bây giờ mình gắn cho vân tay trước, lát nữa chúng ta đưa cái nắp vô thì nó sẽ tự động nó khớp nè. Lắp vân tay vô. Rồi đây, nó còn một cái miếng nẹp nhựa để mà nẹp cái vân tay lại nha các bạn. Mắc thêm con ốc nữa. Để mình kiếm con ốc nha, tại vì ốc để lâu ngày quá nó lạc cái mất tiêu hết rồi, nó thiếu con ốc nè. Rớt mất con ốc đâu rồi. Nên là mình bắt cho máy khác gì đó thì không biết, lấy ốc khác gắn vô. Ốc của Apple thì nó giống nhau hết à, không có khác gì cả. Này cũng ốc Apple nè. Rồi, ngon lành. Đó. Bây giờ mình sẽ gỡ cái miếng keo này ra để mình dán nắp lại. Mình sẽ xịt miếng keo này lên để mình dán cái cố định cái nút nút vân tay nha các bạn. Muốn hết keo rồi sao? Rồi mình ịnh cái nắp xuống là rồi mình chỉnh cái dây lại nha các bạn. Đó, nó nằm đó đó. Rồi gắn nắp lại. Ok mọi người, thì đây là cái thành quả cuối cùng nha. Đây đó, từ một cái máy gơi gãy lìa làm đôi thì mình đã phục hồi lại thành một cái con máy mới ha. Đó, full chức năng rồi ha. Thì bạn thấy là sau khi mà dựng lại rồi thì cái máy chúng ta đó cũng đẹp rồi ha. Đó, lát nữa mình sẽ gàn thùng lại để cho cái màn hình nó sát lại nha, tại vì keo nó còn chưa khô đâu. Đó, nó cần có thời gian khoảng nửa tiếng để keo nó khô hoàn toàn để nó dính lại cái màn hình rồi ha. Đó, gàn luôn chứ rồi đó, tại mình muốn mở ra để dễ nhìn đó, chứ là dễ bấm, tại mình gàn lại bấm nó khó. Ok, camera nè, đó coi lại ha, camera trước nè, camera sau nè, đó mọi chức năng nói chung là ổn hết rồi nha. Thì rung nè, đó mình thử rung ok, có rung đàng hoàng hết nha, không có vấn đề gì cả. Ok, thì chắc là video mình sẽ kết thúc ở đây các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Đó, các bạn có nhu cầu số điện thoại thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0772 659 691 nha. Thời gian làm việc của mình là từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều nha các bạn. Đây, sạc vẫn nhận sạc bình thường nè. Ok, mình kết thúc video mình đây các bạn ơi.